báo động, tập hợp mau. Xin chào cảnh sát. Kẻ phạm tội. Chuồng mau. Nhìn đó, nhìn đen. Các cậu chậm chạp quá đó. Xem kìa. Đừng lại gần đây. Dừng tay lại. Việc đuổi người nhện. Đứng lại. Xin hãy giúp tôi. Được, cẩn thận đó. Cẩn thận. Hi. Đứng lại. Hi. Đừng để hắn chạy thoát. Lêu lêu lêu. Đứng lại. Hi. Dạ. Ngươi không thoát được đâu. Ý, trời. Đứng lại. Hắn đâu rồi? Tôi vừa thấy hắn chạy vào đây mà. Đừng lo, hắn vẫn chưa chạy xa được đâu. Hả? Các người cứ đợi đấy. Có kẻ thế thân. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra. Hả? Tiếng gì thế? Đi nào. Ây da, đau quá. Ở đó. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn ta cố ý hãm hại tôi. Chiếc ví đây rồi. Cảm ơn cậu. Đứng dậy nào. Cậu vẫn đi được chứ? Ta hãy về nhà thôi. Đi thôi. Điều gì sẽ xảy ra vậy? Người cứ đợi đó. Ui da. Không sao nữa rồi. Giỏi lắm. Này các cậu, tôi có thể gia nhập nhóm các cậu được không? Thật sao? Có thêm cậu ấy cũng tốt mà. Cậu chắc chắn muốn tham gia chứ? Đúng vậy, tôi muốn chiến đấu cùng các cậu. Được. 5 phút sau. Chào mừng cậu gia nhập biệt đội người nhện. Chúc mừng cậu. Alo, chúng tôi tới ngay. Nhện đỏ, cậu đi cùng tớ một lát. Được, khoan đã. Nhện trắng nhà cậu ở nhà nha. Được. Nhện trắng, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Cuối hành lang đó. Cảm ơn cậu. Hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, về thôi. Có thông báo. Một đối tượng nguy hiểm được bắt giữ. Không, tôi không phải là người xấu. Trời đất ơi, đó chẳng phải là... Không xong rồi, nhìn trắng đang gặp nguy hiểm. Mình phải bắt hắn lại trước khi quá muộn. Người đâu rồi? Hehehehe.
đã tới lúc ta báo thù rồi. Cô ấy đâu rồi? Ta đã bắt cóc Nhện Trắng rồi, mau mang thiền chủ tới đây đi. Đi mà. Hướng này. Đứng lại. Các ngươi tới sớm hơn ta tưởng đó. Bọn chúng có tính toán từ trước rồi. Này, tiền đâu? Vậy Nhện Trắng đâu? Đi theo bọn ta. Đi thôi. Cẩn thận. Dám chơi trò đánh lén sao? Đi mau. Đuổi theo. Nhìn đó. Ok. Xông lên. Ôi. Tưởng thế nào? Chuyện gì xảy ra thế? Ngươi. Nhện đen, cậu tuyệt lắm. Tìm Nhện Trắng thôi, đi. Bọn chúng có ba tên lận. Kỳ này chúng ta giàu to rồi. Tốt lắm. Cú cú. Tha cho tôi đi. Hả? Các ngươi tới kịp lúc lắm. Cứu tôi với. Nhện Trắng, mau thả cô ấy ra. Chết đi. Do. Người dám lừa bọn ta. Do. Do. Ngay ta của mấy người tới rồi. Kẻ ác sẽ bị trừng phạt. Ngươi đừng quên điều này. Cảnh sát. Cảm ơn biệt đội người nhận. Sao cảnh sát biết được mà đến đây vậy? Là tôi đã gọi đó. Tốt lắm. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Đi mau. Các cậu về nhà thôi. Yeah. Tại một hành lang, đột nhiên xuất hiện một hiện tượng lạ thường. Một ánh sáng lóe lên, một bộ quần áo kỳ lạ được bay ra ngoài. Vậy thôi nào. Thật là sảng khoái quá đi. Thay đồ đi làm thôi. Yeah, phải thế chứ. Xin chào. Chúc buổi sáng tốt lành. Đi chuẩn bị một chút nào. Của cậu đây. Đẹp trai rồi. Đã xong. Thật là thoải mái đúng không? Đúng vậy.
nhìn trắng. Chào buổi sáng nhé hai cậu. Yeah. Bữa sáng chứ. Tất nhiên. Ok. Hãy ra kia và ngồi đợi tớ một chút. Đói quá. Đợi một phút nha. Mùi vị thật tuyệt. Bữa sáng xong rồi đây. Chúng ta ăn thôi nào. Ngon quá. Tài nấu ăn của cậu vẫn đỉnh cú chớp. Biệt đội người nhện đã có được một bữa sáng vô cùng vui vẻ. Đã ghê ha các cậu. Tớ no lắm rồi. Nè, mình đi siêu thị đi. Được đó. Đi nào. Các cậu nhanh lên nào. Hả? Cái gì vậy? Hả? Trang phục mới. Hôm nay thật may mắn mà. Đẹp lắm đó, nhện đen. Cất tạm nó vào trong nhà đã. Được rồi, đi thôi nào. Nhà của biệt đội người nhện. Bộ quần áo kỳ lạ đột nhiên động đậy, rồi biến thành một kẻ bí ẩn. Tôi là ai? Kẻ bí ẩn nhìn theo bóng lưng của biệt đội người nhện khuất dần và nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Mười lăm phút sau. Hôm nay mua cũng được kha khá rồi đó. Buồn ngủ quá. Tạm biệt nhện trắng. Bọn mình đi ngủ đây. Cơ hội đi rồi. Nhện trắng vẫn đang mải mê sắp xếp những thứ được mua về từ siêu thị mà không hề biết được có nguy hiểm đang rình rập mình. Yên lặng. Có chuyện gì sao? Sao đồ đạc lộn xộn vậy? Nhện trắng đâu rồi? Tớ không biết. Nhện đen, chị nhanh ra tìm đi. Nhện trắng. Nhện trắng ơi. Cái gì vậy? Nhện trắng. Vậy là kẻ bí ẩn lại tiếp tục hạ gục nhện đỏ từ đằng sau, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Không biết nhện trắng đi đâu rồi nữa. Nhện trắng, bạn đâu rồi? Tiếng gì vậy nhỉ? Hả? Cẩn thận, đằng sau kìa. Làm sao bây giờ nhện đỏ? Các người đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát. Nhìn đi, tỉnh lại đi. Ngôi nhà này. Biết đổi người nhện sao? Bây giờ ngôi nhà này chính là của ta. Hả? Đây chắc là ảnh của bọn chúng rồi. Vô vị. Để xem trong này có gì không nào. Ồ, cuối cùng cũng tìm được thứ có thể ăn rồi đây. Này, nhìn đi. Nhìn đen, tỉnh dậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu ổn chứ? Tớ ổn.
tìm cách cởi trói đi. Đây, tôi giúp hai cậu. Chúng ta cần lên kế hoạch để lấy lại ngôi nhà của chúng ta. Nhất trí. Cả ba liền chụm đầu lại to nhỏ bàn bạc một cái gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Thật chướng mắt. Tới lúc hưởng thụ rồi. Ăn thôi nào. Ngươi. Đây. Chết rồi, bị phát hiện rồi. Đứng lại mau. Còn lâu. Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Biệt đội người nhện tới rồi đi. Cả ba liền bao dây quanh kẻ bí ẩn để đề phòng hắn chạy mất. Định đi đâu hả? Hey! Ngươi là ai? Tại sao lại muốn chiếm nhà của chúng ta? Nói mau. Hey! Hắn đã quá thành bộ đồ rồi. Các người cứ chờ đấy. Đưa ta. Bắt ta không dễ vậy đâu. Hey! Lên nào. Các người đứng yên đó. Cẩn thận trúng đạn. Chết đi. Tôi cởi trói cho. Cậu không sao chứ? Cảm ơn biệt đội người nhện. Này các cậu, chúng ta thắng rồi. Được rồi, đi thôi. Khi tất cả vừa rời đi, liền xuất hiện bước chân của kẻ giấu mặt, báo hiệu có gì đó nguy hiểm đang đến gần. Kìa, làm gì đi chứ? Về nhà thật thoải mái đó. Này, nhện đỏ. Gì vậy chứ? Cậu đi đổ rác đi. Tớ biết rồi. La 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 la. Nhện đỏ không hề hay biết rằng Joker đã rình rập sẵn mình ở bên ngoài từ lâu. Cơ hội của ta đây rồi. Hả? Joker, hãy xem đây. Người. Đầu của mình sao lại đau như vậy chứ? Cơ thể này. Cuối cùng thì ta cũng trở lại rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Từ giờ không ai có thể chống lại được ta nữa rồi. Nhìn đỏ ơi. Hả? Các người muốn đi đâu? Joker, bạn của ta ở đâu? Bạn của người ở đây. Hả? Nhìn đó. Xử lý chúng cho ta. Hả? Ui da. Chết đi. Hả? Dạ. Chết đi. Muốn đánh lén ta sao? Bao sắm hối đi. Nằm mơ đi.
chết đi. Venom, lên đi. Được. Nhìn đó, chúng ta là bạn mà. Yeah. Hey. Yeah. Tôi giữ được cậu ấy rồi. Yeah. Hả? Tớ xin lỗi. Không sao, tớ ổn. Yeah. À. Hôm nay sẽ là ngày vũ của các ngươi. Làm tốt lắm Venom. Cầm lấy. Hãy tiêu diệt biệt đội người nhện cho ta. Dừng lại, mau tỉnh lại đi. Đầu của ta. Lúc này, những hình ảnh kỷ niệm về biệt đội người nhện lần lượt trở về trước mắt nhện đỏ. Đồng thời, cả ký ức khi bị Shocker tấn công cũng đã hiện lại, khiến Venom đau đầu một cách dữ dội. Tôi không phải là bếp gái, tôi là nhện đỏ. Hãy đợi đi. Các cậu, đứng dậy nào. Cậu ổn chứ? Tớ ổn. Chúng ta về nhà thôi. Tớ giờ dậy rồi sao? Sảng khoái quá đi. Chào nhện đen. Chào buổi sáng nhện đỏ. Để xem hôm nay có tin gì mới không. Đánh hay quá. Phải vậy chứ. Này nhện đỏ, lại đây. Được. Thử đi. Nó sao? Ơi. Ơi, chân của mình. Nhện đen, cậu ổn chứ? Được rồi, đi thôi. Ok, đợi tới với. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Yes. Cậu nhìn xem, nhện đỏ, cậu. Ai vậy nhỉ? Ra xem đi. Bích dây, không, không phải. Vậy là sao? Biệt đội người nhện, giúp tôi với, làm ơn. Có chuyện gì vậy? Đứng lại mau. Ngươi là ai? Ta là Venom. Làm ơn giúp chúng tôi. Nhìn kìa. Hắn ta là Venom. Mọi người hãy cẩn thận. Nhìn đó, đi thôi. Ok. Các người gọi đồng minh tới sao? Xin chào biệt đội người nhện. Xử chúng đi. Hey. Ui da. Bắn lén sao? Chết đi. Hey. Người sẽ phải trả giá. Lại đây biệt đội người nhện. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học. Nhện đỏ, làm đi. Yeah. Hey.
Xin lỗi nhện đen, cậu ổn chứ? Cậu ra kia đi. Hey. Muốn thắng ta sao? Hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Không. Tiếng gì vậy? Dừng lại bác. Đứng lên nào. Cảm ơn nhện đỏ. Mình xin lỗi nha. Chúng ta là bạn bè mà. Yeah, về thôi. Tất cả nằm xuống, cấm nhúc nhích. Đừng bắn chúng tôi, đừng bắn. Bọn bay chia người sẽ kiểm soát toàn bộ cho ta. Vali đâu, lấy ra. Đừng hòng dở thủ đoạn. Không ta bắn đó. Được, được. Mau mang toàn bộ dàn vào. Bọn chúng đang mãi tập trung lấy vàng. Phải gọi cho biệt đội người nhận. Nhanh tay lên. Sắp xong rồi. Biệt đội người nhận, các cậu hãy quan sát tình hình. Này, mày làm gì vậy? Đưa đi. Thưa sếp, hắn đã gọi cho biệt đội người nhận. Ngươi to gan, giết hắn. Xin chào biệt đội người nhận. Là ngươi, súc cơ. Bọn bay, xong rồi, súc thôi. Tới nơi rồi, cẩn thận. La 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 la. Này, có một tên đang đi về phía này. Đánh ngất hắn bất ngờ nha, ok. Lôi hắn vậy. Người nhện, im lặng nào. Lột đồ của hắn ra, thay vào cải trang. Được đó, cậu đóng giả bad guy, ok đó. Được rồi, đi thôi. Không có ai, cậu bao vào đi. Hả, có người ra, mau trốn đi. Này, tên kia, lúc ta đi vệ sinh có chuyện gì không? Không có. Vậy ngươi canh gác tiếp đi. Đen, cậu đâu rồi? Căn phòng này là ai ở vậy? Có sẵn súng trong phòng nữa. Hả? Là chiếc vali. Có lẽ nó đựng vàng cướp tủ ngân hàng. Mình phải kiểm tra mật khẩu là gì vậy chứ. Có người vào, trốn thôi. Vali vàng yêu quý của ta. Mở sân ngắm một lần cho dễ ngủ nào. 2 nè, 4 nè, 5 nè, 3 nữa nè. 2, 4, 5, 3. Ngủ thôi nào. Hắn ngủ rồi. Phải thật nhẹ nhàng, không hắn tỉnh mất. Tên nào dám sờ vào vali của ta? Là ngươi, ngủ tiếp đi. Bọn bay đâu? Ngăn nhịn đen lại. Đi mau, tao lấy được vali rồi. Tốt lắm. Mau chạy thôi. Chặn bọn chúng lại. Rồi này, tôi bị khóa mất rồi. Đành chiến đấu thôi. Đứng lại. Chiếc vali các ngươi đưa đây. Còn lâu nha. Tiến lên lấy đồ về.
cẩn thận né đạn. Lấy vali chặn đường đạn của ngươi luôn nè. Ngươi gà quá đi. Đánh tốt lắm. Đúng là lũ vô dụng. Cảnh sát tới. Hả? Thì sao đã cả định vị trong vali? Tuyệt thật. Ta sẽ còn trở lại. Chào, bị đội ngươi nhận. Cảm ơn các cậu đã giúp sức. Vali nè, tạm biệt nha. Yeah, biệt đội người nhện vô địch. Đi thôi.